chị em. Và ông cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ, thì có mấy người trong đám dân chúng nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán rằng: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước đó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Khi thần u uế ra khỏi người nào thì nó đi rông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bây giờ nó đi rủ 7 tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó, và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Một người bị quỷ ám, nó làm cho câm. Cả gia đình buồn phiền không biết bao nhiêu thời gian. Xóm giềng cũng buồn lắm, mà còn sợ nữa. Nhất là đàn bà trẻ con mà thấy một người quỷ ám đi ngoài đường thì chỉ còn chạy thôi, sợ lắm. Nếu đàn ông thì đứng né một bên cho nó đi. Bây giờ được Đức Giêsu trừ quỷ, nó được khỏi. Thế thì thứ nhất, cha mẹ, thân nhân nó mừng biết bao nhiêu, xóm giềng cũng mừng quá sức và cảm ơn Chúa. Thế nhưng lại có một số người nào đó không những không ca tụng Chúa, không chia vui với thân nhân của người bị quỷ ám, mà lại còn bảo rằng ông ta là quỷ cái, bắt nạt quỷ con. Tại sao lại nặng lời như vậy? Và thưa anh chị em, tôi tin chắc rằng chỉ các ông kinh sư Pha-ri-sêu mới nói như thế thôi, còn toàn thể dân chúng chỗ nào cũng tôn vinh Chúa hết. Thế thì tại sao kinh sư Pha-ri-sêu giống như các cha xứ của chúng ta bây giờ, giống như các cha tuyên úy của các đoàn thể vậy? Họ là những người thứ nhất đọc thánh kinh lầu lầu, giống như các bà già đọc kinh cầu ở trong các họ đạo. Rồi họ ăn chay 1 tuần 2 ngày, cầu nguyện 1 ngày 5 lần, dâng cúng cho đền thờ 10% thu nhập. Đạo đức đến như thế. Rồi mặc áo thì thứ nhất hoặc là ở trên trán, hoặc là ở cái vẻ, thế nào cũng có một câu thánh kinh để chứng tỏ mình là người yêu thánh kinh. Thế thì tại sao những người như đạo đức như thế mà lại có một cái tâm hẹp hòi như vậy? Đó là giả hình thôi. Đức Giêsu đã có một bài giảng 8 câu lên án các ông lớn ấy, các bậc sư phụ.
Ngài nói tám câu khốn cho các ông, hỡi các ông kinh sư Pha-ri-sêu là những người giả hình. Tám câu liên tục. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Giê-xu rất dị ứng với những người giả hình, cầu danh cầu lợi, lợi dụng cả tôn giáo để kiếm trác danh lợi. Đức Giê-xu dự đến mức độ các đấng bề trên, các sư phụ ở trong giáo hội Do Thái giáo mà không nể mặt, cho tám câu khốn cho các ông hỡi những người biệt phái giả hình. Đó là cái tâm của Đức Giê-xu. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ liệu chúng ta có dính một tí nào giả hình như mấy ông Pha-ri-sêu không? Chắc là không rồi, nhưng mà một tí ti thì chắc là cũng có đấy. Và chúng ta nên cảnh giác cao, bởi vì chính đoàn tông đồ của Chúa có một ông Judas Iscariot, nếu bây giờ chúng ta phải gọi là đức cha Judas Iscariot vì là tông đồ của Chúa, thế nhưng mê tiền đến mức độ bán thầy đều không thể chịu được. Một vị giám mục được Chúa tuyển chọn, được Chúa đào tạo, nhưng chỉ vì ham danh, ham lợi mà sinh ra đều. Đó là một bài học để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta trở lại với cái bài tin mừng hôm nay. Đức Giê-xu làm một việc tốt đến như thế, thế mà không biết ơn, lại còn xuyên tạc, bảo rằng Chúa là tướng quỷ, là quỷ cái, bắt nạt quỷ con, có quá đáng hay không? Không phải tất cả quần chúng đều nói thế đâu, chỉ có một số người thôi là những thành phần được gọi là ưu tú của đạo Do Thái lúc đó. Đó là điều mà chúng ta phải sợ, phải ngẫm nghĩ, kẻo rồi chúng ta giống những ông này chỉ giống một tí thôi là cũng không thể chấp nhận nổi.